Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Hàng Nhật các bác nhá. Đấy, video của em ngày hôm nay thì sẽ lên cho các bác mấy mã cạo râu này. Các em này có mấy con cạo râu đẹp đó các bác nhá, có cả đốc luôn này. Đấy, bác nào thích hôm trước hỏi em có cả đốc này. Đấy, cả đốc rồi, toàn những con vít thôi. Đấy, lên cho các bác ít mã đài nữa. À, em có mấy cái mã thanh lý radio cầm tay này, 2 3 con 1 này, bác nào lấy không? Giá hạt rẻ rồi thanh lý cho các bác về các bác dọn thôi nhá. Ừ. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đấy. Các bác xem video ưng được mã nào ấy, thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634 298 các bác nhá. Đây, em đang xem nào. Mấy con radio cầm tay này em thanh lý cho các bác luôn. Đây, cứ 3 con 1 này các bác nhá. À, đây một con Pana này. Đây, một con Sony này. Đấy, con này bé bé giải 1.8 luôn này. Con Andor gì đây. Đấy, thanh lý mù luôn cho các bác nhá. Về các bác dọn dẹp đi. Đấy. Đấy. Chủ yếu là các bác về dọn dẹp thôi, chứ khả năng là nó cũng không chạy đâu. Đấy, em nói trước vậy, nhiều con là nó không chạy, nhiều con nó chạy. Đấy, nhưng mà nó thanh lý 3 con 1 nhá. Mã này là mã số 639, để cho các bác giá là 280k. 280.000 ba con này. Đấy, giá thanh lý các bác nhá. Bác nào xác định là bác nào xác định làm được thì các bác lấy nhá. Bác nào mà mua về thử để sống để dùng thì cũng gọi là 50-50 thôi. Đấy, thanh lý mù 3 con nhá. 3 con này. Đây có 2 con to này. 2 con to này các bác chờ em tí. 2 con to thì cũng như 3 con bé thôi. Giá cũng chỉ vậy thôi. Đây con này. Một con Sony, loa nó hơi chảy đấy một tí thôi, giải 1.8 luôn này. Đấy Sony nhá. Con này là con cassette không của Natuna này. Đấy, cassette không của Natuna. Ở con này thiếu nắp pin này. Đấy hai con này nhá. Đây hai con to này. Mã này là mã số 640, 280.000, 280k. Bác nào xác định lấy được dọn thì các bác lấy nhá. Đây còn mấy con này nữa này. Đây 2 con này. Đây, đây còn nữa này. Aiwa này, đấy, radio cầm tay này. Sony này. Con gì đây? Con gì có cả bao da này, Sony này. Người ta nghe rời đứt một bên này. Đấy. Thanh lý 3 con. Mã này là mã số 641. 280.000. Đấy, 280k. Đấy em thanh lý 3 cái mã này thôi. Đấy bây giờ em sẽ lên cho các bác mấy em cạo râu VIP này con này. Cạo râu VIP nhá. Đây. Ở đây có cả đốc luôn này. Đây này. Đốc của Braun này. Con này là con Braun. Không biết là series này nhưng mà series 7 các bạn. Đấy, hết pin. Hết pin. Đây em thử điện này xem ở đây. Đây. Đấy báo sạc luôn này. Đấy, con này nó hơi bị hở cái này. Braun. Đấy, cái này là có cả đốc vệ sinh luôn coi nhá. Đây xem thử nào. Nó chạy không? Chạy ngon lành coi nhá. Đốc là con Braun này. Đây coi nhìn nó Braun, nhưng con này như là series 7 ấy, nhưng mà lưỡi này ghi nó là lưỡi Brosonic này. Em chưa hiểu nhưng mà lưỡi rất đẹp nhá. Đấy, lưỡi đẹp này. Ừ, mặt rất đẹp luôn. Đây, cái này nó hơi bong một chút. Đấy, về quá chỉnh lại tí nhá. Đấy. Full đốc này luôn. Đây đốc của nó như này. Đây. Các bác cắm chân sạc vào đây. Đấy, cả đốc luôn này. Ừ. Đấy, nó dọn vệ sinh hay làm cái gì này. Đấy, rất nhiều chức năng nhá. Cục này củ sạc này thì các bác cắm cả điện 220 luôn này, ok luôn này. Đấy con này có đốc luôn nhá, Braun này.
Mã này là mã số 642. Bác nào mà lấy thì để cho các bác giá là 500k nhá, 500.000. Đấy. 500.000. Đây bác này, có một em này nữa phun đốc này này. Đây. Con này là con Panasonic các bác nhá, Panasonic phun đốc, con này sạc cắm cả 220 luôn này. Đấy, chạy ngon lành này. Đấy, chọn chế độ này. Đấy, cắm ở đây là sạc luôn quá nhá, sạc luôn tờ máy luôn này. Xem nào. Ui, chạy ngon lành luôn con này. Đây, hiển thị phần trăm pin luôn nhá. Đây, con đang còn 80% pin này. Đấy. Lưỡi này. Thế để tí nữa khoan. Lưỡi rất đẹp Xong nhá. thì khép cửa vào. Lưỡi rất đẹp luôn này. Đấy. Đây cái này là hộp vệ sinh. Đấy các đây các anh nhìn được chân chạm không? Chân chạm của nó để nó sạc ấy. Đấy sạc luôn này. À, nó đang vệ sinh, nó đang vệ sinh xong nó mới sạc đây. Nó đang vệ sinh quá. Là đang check này, đang vệ sinh này. Đấy bác nào lấy này, Panasonic này. Ba lưỡi rất đẹp luôn các nhá. Mã này là mã số 643. 800.000 con nhá, 800k. 800k. Đây có một con Braun S3. Đây sạc này, sạc ngon lành này, sạc này cắm cả 220 con nhá. Từ 100 đến 240 V. À, rút sạc ra mới chạy đây. Đấy, chạy ngon lành này. Con này có nhìn lưỡi này. Đấy. Lưỡi rất đẹp luôn nhá. Đấy. Braun Tao bảo mấy S3. chốc nó khoan. S3. Tao bảo mấy chốc nó khoan. Đấy, bác nào lấy này. 64. 644. Để cho các bác cái giá là 500.000 coi nhá, 500k. Bác ưng được mã nào thì liên hệ trực tiếp trong qua số điện thoại là 0968 634 298 các nhá. Đây có một em cái gì đây? Fitile là cái con gì? Nó trông giống Philips lắm các bạn. Và cục sạc cắm cả 220 này. Xem nào. Đó là gì? À hết pin à? Ấn cái gì ta? Ấn cái gì nó chạy về? Cảm ơn ạ. Ấn cái gì nó chạy các bạn? Đây vẫn báo là sạc bình thường này. Ba lưỡi rất đẹp luôn, ba lưỡi xoay các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn này. Đây, nó sử dụng qua rồi về qua lau chùi bụi đi nhá. Đấy. Mà em chưa biết là nó chạy kiểu gì. Đấy, có cái bác nào lấy thì mai em xem lại nhá. Ừ. Đây, bán luôn này. Mã này là mã số 645. 645. 450.000, 450k. Đây, bác nào thích tông đơ không? À, tông đơ này. Đây, chạy ngon lành này. Tông đơ này. Sạc cắm cả 220 luôn con này. Tông đơ sạc cắm cả 220 luôn. Đây, báo sạc này. Đồ điện lỏng. Đây, sạc ok. Chạy ngon lành nhá. Đây, bắt đầu lấy tông đơ này. Mã này là mã số 646. 646. Bác nào lấy thì để cho các bác giá là 250.000. 250k. Đó.
Đây có một con Pana rất đẹp này con này. Panasonic còn nguyên nắp chụp này. Đây ba lưỡi nhá. Đây con nhìn ba lưỡi này, đẹp xuất sắc luôn. Chạy ngon lành. Đấy. Pana dòng Pana là chạy rất êm với con nhá, chạy ngon lành luôn này. Đấy. Lưỡi đẹp nhá. Panasonic sạc cắm cả 220. Đây, báo sạc này. Đấy. Lưỡi đẹp. Mã nào lấy này? Mã này là mã số 647. Bắt đầu lấy thì để cho các bác giá là 550.000, 550k. Đây các bác chuyển khoản hết thì em bao ship cho các bác nhá. Bác nào mà cọc thì các bác chịu phí ship. Đây có một em Pana này nữa này. Sơn Pana này, này. Pana này cục này thì chắc cục này cắm 100V được không ạ? Cục này chỉ cắm 100V thôi. Đúng không? Cục này chấm cắm 100V luôn nhá các bác nhá, nhưng mà lưỡi này có nhìn lưỡi không, đẹp xuất sắc luôn. Panasonic chạy ngon lành, lưỡi đẹp xuất sắc. Cục nguồn của nó, cục nguồn sạc thì 100V thôi các nhá. Đây báo sạc này. Đấy. Đấy, bác nào lấy này sạc 100V thì bán rẻ đi cho các bác tí. Mã này là mã số 648. 500.000 các nhá, 500k. Đấy. Bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đấy. Mọi thông tin chi tiết thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các nhá. Đây còn một em này là em phun hộp luôn con này. Đây xem cái con phun hộp nó như nào đó. Phun hộp này, phun hộp cũng giá cũng rẻ thôi, con này như con bé các bạn. Phun hộp của Panasonic này. Đấy. À con này con bé này, con này cầm tay này, con này cắm nguồn trực tiếp con nhá. Con này cắm được cả 220 luôn con nhá, từ 100V đến 240V luôn này. Còn nguyên nắp đậy này. Đây đi rồi. Sao nào. Ở đây, đây đây con này. Đấy, chạy ngon lành nhá. Đấy, đây con này nhìn này. Lưỡi này. Đấy. Panasonic cắm nguồn trực tiếp luôn. Đấy, phun hộp luôn này. Đấy, bác nào lấy này. Mã này là mã số 649. 250.000. 250k. Đấy. Bác xem video ưng được cái mã nào cạo râu thì alo cho em nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ xả nhanh cho các bác mấy mã đài cassette nữa con nhá. Mấy mã đài cassette nữa. Đây. Em đầu tiên là một em Sony này con này. Sony. Sony CM838 giải tần 90. Đấy, nó chỉ bụi thôi con nhá, đủ nút, đủ anten. Đây, bị chấm nhẹ chỗ này phát này. Đấy. Con này thì về các bác dọn dẹp lau chùi đi nhá. Hàng nó là hàng nguyên bãi thôi. Đấy. Vấn hay là kể cả những cái quỹ, những chuyên gia nào chúng tôi có thể tìm hiểu, hay là những lớp học nó có thể mở trò cho những người chủ doanh nghiệp mà muốn Đấy, CM838 radio thì hoạt động các nhá. Đấy, cassette thì thấy nó chưa chạy đâu. Đấy, đủ nút, đủ anten này. Đây, thanh lý luôn cho các bác nào lấy này. Mã này là mã số 650. 650.000 luôn. Đấy. 650k luôn nhá. Đây.
Một em Natuna là Q537 quá nhá, giải tần 90 này. Đủ nút, đủ anten. Ừ. Con này hình thức còn ok con này. Đây, bẩn cái nút volume này coi này. Thì các bạn nghe đài hôm nay. Đấy, nó bẩn cái nút volume này nhá. Về các bác tháo cái mặt nó ra xong các bác vệ sinh cái nút niếc này của nó đi nhá. Đấy, nó bụi, khá là bụi rồi. Đấy. Natuna RQ537. Đấy, thành lý cho các bác này. Mã này là mã số 651. 651. 600k coi nhá, 600.000. Đây. Một em Sony này. Sony CBS W404 các bác nhá. Con này thì cửa nó bên này nó hơi tụt cửa một tí này. Về các bác xem chân cửa nó như nào nhá, em xem nào. À, nó tụt chân cửa rồi. À, có băng dính. À, sao? Đây. Nó tụt chân bên này rồi các bạn. Nó tụt chân bên này rồi nhá. Đấy. Nó tụt chân bên này này. Đủ nút, đủ anten, có cả line này, dây AV đấy nhá. Đấy. Này rất đẹp đây, không mỗi tụt cửa thôi. Khá là đẹp. Trải nghiệm du lịch. Quý thính giả thân mến, nếu Tây Bắc hút hồn người lữ khách qua những mùa hoa trải dài hương sắc lên cung đường Bạch. Đấy, con này radio bass rất nét luôn các nhá. Tiếng của Sony rất hay luôn. Đấy, cửa băng cassette này về các bác phải dọn này. Đấy, các bác cassette này về các bác dọn đi. Radio giải tần 108 bát ngon lành. Đấy, đủ nút, đủ anten. Đấy, để cho các bác giá hợp lý luôn, về các bác dọn dẹp nhá. Mã này là mã số 652. 650.000 thôi nhá. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh. Đấy, sắp tới này em các bác đã xem cái video về lô loa của em chưa? Đấy, cả loa karaoke rồi súp xiếc có hết các nhá. Đấy. Bác nào đam mê âm thanh thì các bác chờ em vài hôm nữa. Đây, lên cho các bác một em Victor này. Victor RCF3 các nhá. RCF3. Đấy, các bác chờ em tí xem con này nó mở cái kiểu gì đây. Biết thế giới, và là một niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng khi được thiên nhiên ưu ái ban tặng một kiệt tác vô giá của nhân loại. Chính vì sự hùng vĩ và đồ sộ này, người ta vẫn hay ví von Sơn Đoòng như là vạn lý trời thành của Việt Nam. Ở niên đại khoảng 3 triệu năm tuổi, Sơn Đoòng được công nhận là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2009 với chiều dài gần 9 km. Con này thì radio giả tầm 48 hoạt động rồi các bác nhá. Đây cái nút volume của nó này nó hơi bẩn ở đây này. Đấy, về các bác phải việc tháo ra các bác vệ sinh đi nhá. Đấy, hàng nó là hàng nguyên bãi mà. Đấy, nút nó bụi lắm. Nó bẩn chết áp bên trong á. Và hai cửa băng cassette thì đều quay các bác nhá. Quay nhưng mà về các bác phải thay ra Cuza đi vì nó trùng, em thấy nó quay chậm lắm. Đấy. Con này thì đủ nút, đủ anten. Đấy. Nó chỉ bụi thôi các bác nhá. Có cả line này, aux in này các này. Dây AV ở đây là ok. Đấy. Nó chỉ gọi là bẩn nút thôi, về các bác dọn dẹp qua đi là ok nè. Bắt đầu lấy này. Giá rất rẻ thôi. Mã này là mã số 653. 550.000 các nhá, 550k.
Natuna con này. Con này thì thiếu mất logo nhá. Natuna RX5060. Con này thiếu mất ốp cạnh như này. Đấy. 5060. Con này giả tần 90 con nhá, giả tần 90. Có cả live đầy đủ này. Những thứ đó nó chưa được thể hiện giá trị trên các báo cáo tài chính. Vậy thì làm sao để người ta biết được cái điều đó? Thứ nhất là anh phải thể hiện ra bằng các cái dự án đầu tư mà anh dự định phát triển trong tương lai. Đấy, con này thì giải tần radio giải 90 các bác nhá. Đấy, radio thì hoạt động này, cassette thì em thấy nó chưa chạy các bác nhá. Đấy, con này mặt trên của nó rất đẹp luôn này. Đấy, cái dòng na này thì các bác về các bác trưng bày cũng ok. Đấy, chưa cần phải nghe thôi, nhìn cái hình thức của nó quá ok rồi. Đấy, na này thì bây giờ giá nó quá rẻ rồi các bác. Giá nó xuống nhiều. Mã này là mã số 654 để cho các bác giá là 900k nhá, 900.000. Đây sẽ lên cho các bác thêm một mã nữa đi cho nó tròn thôi. Đây một em con này là con Sony đó nhá. Sony 4 loa. Đây một loa, đây một loa. Ở bên hai bên cạnh hai loa nữa con nhá. Đấy. Con Sony này rất nặng luôn. Đấy. Đây. Con này trên thị trường các bác bán giá rất là cao luôn này. Đấy, nhưng mà đây con này tình trạng nó em sẽ báo luôn này. Nó thiếu một nút đây. Đấy, nó bị gãy một nút đây nhá. Con này nút này thì nó hơi tụt xuống này. Về có tháo ra có đẩy nó lên lại nhá. Và thiếu một hai một này, hai cái logo này. Ba cái logo. Đấy, thiếu ba cái logo. Ba cái tem. Đấy, xin lỗi các bác, ba cái tem. Con này thì có cả line in line out đây. Biết nó có sống không. Vậy thì đây. Một người chủ thưa quý vị và các bạn tại Anh, một trung tâm. Đấy, con này thì radio giải 90 có hoạt động các bác nhá. Đấy, nhưng mà cassette thì em thấy nó chưa chạy rồi. Đấy, về các bác nào có đồ thì xào sang này. Đấy, con này mặt mũi nó còn đẹp nhá. Về các bác lau chùi nó đi là ok thôi. Dòng này rất là nặng, 4 loa rất nặng rồi các nhá. Đấy. Giá thì chắc là chưa từng có bao giờ luôn. Mã này là mã số 655. Để cho các bác giá là 850.000, 850k các bác nhá. Đấy, các bác xem video ưng được mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634298 các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo nhá.